Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Hải Tặc Đại Chiến nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like nhá, một comment và một chia sẻ, nó sẽ là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nha anh em. Và rồi chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào, let's go. Và chúng ta sẽ vào game đấy anh em. Đấy, chúng ta vào game ngay bây giờ luôn. Rồi, Hải Tặc Đại Chiến đã vào game. Và hôm nay chúng ta sẽ có một cái tướng mới anh em ạ. Đây, tướng mới vừa mới ra mắt luôn. Đấy, tướng mới đó chính là Xe Tốc Đỏ, quá là bá đạo luôn. Tiêu điểm tướng Xe Tốc Đỏ anh em ạ. Từ đây mình tắt qua cái quảng cáo này đã, xong rồi mình sẽ vào game cho anh em xem nó đều cho chính xác luôn, không thể nào. Xe Tóc Đỏ sẽ đối chọi giữa bố với bố già và dâu đen chăng? Có thể khắc chế bố già chăng? Ui, là một tướng ai cũng sở hữu chứ. Wow, bá đạo. Đây anh em ạ, Xe Tóc Đỏ tiêu điểm tướng để xem bộ skill của ông ấy như thế nào ạ. Thấy bảo mọi người bảo tóc đỏ là trùm cuối anh em ạ. Không biết là what the hell. Không có. À đây đây, bộ skill đây. Tại kết thúc trận chiến, Shen. Oh, chưa có bộ skill ở đây thì mình nghĩ đây là bộ skill của Shen Tóc Đỏ này anh em. Trên server test một vài thông số công thủ máu có thể khác với server line. Đây là server test anh em ạ. Xem skill. Nhìn mặt tóc đỏ trong bái rồi anh em. Phê thật sự luôn. Nộ khí liên tục à. Đánh nhau với dâu đen kìa. Vãi nổi ạ. Ảo thật đấy. Hóa đá thì thấy chúng ta có một cái hiệu ứng hóa đá anh em ạ. Hiện tại thì mình vẫn chưa biết chiêu thức của tóc đỏ như thế nào, nhưng mà thấy mình có hóa đá. Chúng ta cảm giác thấy có hóa đá. Và là tướng hệ thông minh nha anh em. Anh em có thể nhìn qua đây. Ui bà tê nhờ. Với nồi dâu đen không ăn nổi luôn à. Ui my god. Xong rồi có thêm một số cái hiệu ứng gì đây. Tóc đỏ bá đạo tê nhờ. Thế thì ai chơi ta? Mình cùng xem cái bộ skill. Đây là trang chính thức của huyền thoại Hải Tặc Đại Chiến nha anh em. Không thể nào mà nhầm lẫn được. Ok, chuyến anh em. Wow. Oh my god, trời ơi. Bá đạo hạt gạo luôn đấy. Đi xem. À, nhưng mà không có ghi bộ skill ta. Bá đạo. Dâu trắng à. Solo đâu trắng có khi cần thắng anh em ạ. Đập chết dâu trắng, đập chết dâu đen. Nhìn này, tốc độ hơi bị cao nha anh em. Dâu trắng phản công 6-7.000 máu. Cũng phải như hơi khó ăn dâu trắng. À vẫn ăn được anh em ạ. Ui khủng ấy. Vẫn chưa có bộ skill luôn anh em ơi. Chưa có bộ skill mà. Mình chưa thấy có bộ skill ở trong này luôn đấy. Phê thật sự luôn anh em. Phê cần học. Vừa phê. Nhưng vấn đề là không có skill nhỉ. Đây vẫn đang là bí mật anh. À đây có skill, có skill, có skill, có skill. Cho cùng xem nhá. Điều sư độc thủ trảng gây sát thương 215% công tất cả kẻ địch và có 80% tỷ lệ khắc dấu điêu sư. Nó gây công rất là cao. Ui đánh lan anh em ạ. Gây sát thương lên đến 215% công. Và có khắc tỷ lệ điêu sư lên mỗi mục tiêu duy trì trong 2 lượt. Có nghĩa là khắc tất lên anh em ạ. Mục tiêu bị đánh thường hoặc nộ từ phe ta có 50% xác suất bị hiệu ứng khống chế. What the fuck man. Có nghĩa là choáng đấy, bao gồm cả choáng, cầm lặng hóa đá và đóng băng. Ui, cả bốn hiệu ứng luôn. Này thì bá vai nồi cái chiêu điêu sư độc thủ trảm này anh em. Có nghĩa là khắc tất cả luôn ạ. Có 80% khắc tất cả thì bá thế nhở. Tướng lỗi à? Ảo thật đấy. Cho có skill nha anh em, cho có skill rồi. What the fuck? Điêu sư độc thủ trảm. Bá khí xung thiên, bị động tăng 30% máu, 30% công, 50 tốc độ, 25% miễn chống, 30% giảm sát thương phải chịu. Thế là tứ hoàng uy lực đánh thường gây sát thương là 200% công lên 3 cái tiếp ngẫu nhiên. Kèm theo sát thương 25% tối đa mục tiêu, tối đa 1.500 công. Cái này giảm còn có phải nghĩa là 25% miễn chống này.
có 30% giảm sát thương phải chịu này. Tứ hoàng uy lực đánh thường gây sát thương 200% công lên 3 kẻ địch ngẫu nhiên vãi nổi gần như đánh làn gì đó, kèm theo sát thương 25% HP tối đa của mục tiêu. Có 80% khắc điêu sư, vẫn là khắc điêu sư anh em ạ. Sàn tóc đỏ với mỗi kẻ địch bị hiệu ứng khống chế tăng bản thân vĩnh viễn. Có nghĩa là càng nhiều người bị hóa đá, đóng băng, câm lặng các thứ thì tăng thêm cho thằng này công và 30% sát thương kỹ năng. Cuối một đợt tăng 30% sát thương chuẩn này thì ai chơi? Này thì quá bá đạo rồi anh em ạ. Thế thôi, chịu thôi. Nên tôi lên bó tay .com á. Tôi lên bó tay .com với bạn thôi anh em. Phần quà bảo trì nè, có thêm một chút này, có cốt cùng không nhỉ? À, quà ngon đấy nhỉ. Để dành thôi anh em, để dành để chiêu mộ đấy thôi. Chiêu mộ chắc là ngày mai à. Sen tóc đỏ à. Chắc chắn rồi, mình xem có cái cốt cùng gì không nhá. Hải tặc đại chiến, để xem nào. Ok, có cốt cùng gì không nhỉ? Hiện tại là chưa có cốt thường gì nhá. Hôm nay không có cốt nhá. Có cốt thì mình đã chào cho anh em luôn rồi. Nhưng mà thôi, không vấn đề gì. À, sự kiện thì cũng chỉ còn một ngày duy nhất. Không có một ngày duy nhất thôi. Anh em tranh thủ đổi được cái gì thì hãy đổi ngay nha. Mình đổi hết rồi. Hết tướng hết đấy rồi. Quỹ chiến trường. Chiến trường còn chưa đánh xong này. Để kiếm bia này. Hôm nay đi đánh chiến trường anh em ạ. Hôm nay tập trung đánh chiến trường này. Cũng không có nhiều việc làm ấy. Chiến trường đi đấm nhau cái nhỉ. Ấy à, đi đấm kinh đó. Đi đấm ghê ấy. Rồi, gặp thanh niên nào yếu đập thôi. Đập, cứ đập thôi anh em. Việc cứ đập để lên lên cấp, lên các kiểu á. Lên điểm. Cho cần đập rất nhiều. Phải đấm rất nhiều nhá. Uchiha Lee Sin gì đó này. Mục tiêu là 15 sao để cho bố già anh em ơi. Phê thật sự luôn. Này thì ai chơi ta. Phúc đù rú dú to. Ok, Kirito và Asura. Chiến nào bạn ơi. Kirito và Asura. Đánh nhanh thắng nhanh. 121 mới xem nào. Tầm 3000 là đánh được rồi. Chúng ta cứ đánh càng nhiều càng tốt anh em. Hôm nay chỉ có đi giới thiệu tí xíu thôi ha. Mà mình đang muốn để nó đấm mình, để mình xuống hàng ấy, đấm cho nó dễ. Đấm mấy thanh niên 5 triệu rồi, có khi còn bị tèo. Chưa biết à, có khi còn chết à. Hả, 5 triệu, ủa, 5 triệu khá khỏe. Ui, thua thật à. Vẫn nổi 5 triệu mà bị thua. Ảo, nhớ ảo thật đấy. Mình cũng không hiểu. Thì mình cũng không phải nói là yếu mà. Mức được mà. Vẫn ăn được chứ. Tùy trận anh em ạ. Tận trận cứ bị lỗi à. Bị lỗi rồi. 7k8, 5k8. Tám k tư, 6k6, 5k7. 5k7 chắc là mình nghĩ là cũng không phải nói là quá tệ nhỉ. Là mình hoàn toàn có thể đấm được. Rồi ôi, chiến đấu nè, rồi. Anh em DL nông dân Đà Lạt à? Chắc là Đà Lạt. DL chắc chỉ có Đà Lạt thôi chứ không còn. Ôi 3 triệu này. 3 triệu được chiến thì vả thôi, còn đợi gì nữa đúng không ha. Ok. Và rồi chúng ta sẽ kiếm nhé. Xin chào anh em nhá. Tập ngắn thôi. Ngày mai thì đi săn Săn tứ hoàng xuân tóc đỏ.